Xin chào quý vị và các bạn. Liên tục có các sóng lạnh nhỏ đẩy rãnh áp thấp từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống nước ta. Vì thế, trong 2-3 ngày vừa qua, miền Bắc thường xuyên có mưa rào và dông về thời điểm chiều tối và đêm. Dự báo từ đêm mai sang ngày kia, rãnh mây dông đi qua Bắc Bộ có xu hướng hoạt động mạnh hơn. Vì thế, miền Bắc sẽ có mưa dông trở lại. Trong đó, khu vực Trung Du và vùng núi phía Bắc là những vùng có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông mạnh. Ngoài các hiện tượng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh, người dân cũng cần phải đề phòng hiện tượng lũ quét và trượt lở đất cục bộ khi mưa đã kéo dài những ngày qua, làm mất đi độ kết dính của đất đá. Dự báo những cơn mưa sẽ kéo dài cho đến hết ngày 26. Sang ngày 27 tháng 5, rãnh này dịch chuyển dần xuống miền Trung, vì thế Bắc Bộ giảm mưa, nhưng nắng nóng vẫn chưa có khả năng quay trở lại ngay, mà toàn vùng vẫn phổ biến mức nhiệt từ 31 cho đến 34 độ. Rãnh áp thấp gây mưa chủ yếu ở miền Bắc trong các ngày 25 và 26 tháng 5 và chưa tác động nhiều đến Trung Bộ. Vì thế, trong 2 ngày đầu tuần ở miền Trung, thời tiết chủ đạo vẫn là nắng ráo. Cục bộ, một số nơi ở khu vực vùng núi phía Tây có nắng nóng với mức nhiệt từ 35 cho đến 37 độ. Đáng lưu ý là về chiều và tối, dọc các huyện vùng núi phía Tây khu vực từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận có mưa rào và dông, dạng mưa dông nhiệt. Trong mưa dông, người dân cần lưu ý với hiện tượng tố lốc, mưa đá và cả gió giật mạnh. Sang ngày 27 tháng 5, khi rãnh mây dông ở phía Bắc dịch chuyển xuống các tỉnh Bắc miền Trung, thì mưa rào và dông sẽ xuất hiện nhiều nơi ở Trung Bộ. Trong đó các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh sẽ có những điểm mưa vừa, mưa to và dông mạnh. Nguy cơ xảy ra tố lốc và gió giật cũng gia tăng nhiều nơi ở miền Trung. Nhưng cũng nhờ có đợt mưa này mà nắng nóng miền Trung sẽ chấm dứt hoàn toàn. Ở phía Nam, trong 3 ngày tới, gió Tây Nam sẽ hoạt động với cường độ ở mức trung bình. Vì thế, về chiều tối và đêm, Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có mưa rào và dông ở mức độ rải rác đến nhiều nơi. Cục bộ sẽ có những điểm mưa vừa đến mưa to. Trong cơn dông, đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh nguy hiểm. Do có mưa cho nên nhiệt độ ở Tây Nguyên và Nam Bộ đều giảm xuống dưới mức 36 độ và không còn nơi nào xảy ra nắng nóng. Thời tiết mát mẻ thuận lợi hơn cho các hoạt động thường nhật của người dân nơi đây. Chuyển sang những thông tin thời tiết trên biển. Trong 3 ngày tới, trên biển Đông, gió có hướng Nam đến Tây Nam, hoạt động ở mức trung bình. Riêng vùng biển phía Bắc Biển Đông bao gồm cả huyện đảo Hoàng Sa, có lúc gió đạt mức cấp 6 gây biển động và có mưa dông, tầm nhìn xa giảm thấp còn 4 đến 10 km, kèm theo đó là nguy cơ về lốc xoáy và gió giật mạnh. Còn khu vực Nam Biển Đông bao gồm vùng biển huyện đảo Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác trong khoảng thời gian chiều tối. Như vậy là tại Bắc Bộ, từ đêm 25 tháng 5 sẽ có mưa rào và dông trên diện rộng. Từ ngày 27, mưa dông sẽ giảm dần. Các tỉnh Trung Bộ từ ngày 25 đến ngày 26 phổ biến ít mưa, có nơi nắng nóng. Từ ngày 27, mưa sẽ gia tăng trở lại. Còn Tây Nguyên và Nam Bộ, gió Tây Nam hoạt động mạnh dần, mưa dông xuất hiện về chiều và tối. Đến đây bản tin thời tiết cuối ngày 24 tháng 5 của Đài truyền kỹ thuật số VTC xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.